Anh chồng của anh chị cô chú à, trong thời gian ở nhà mấy tuần mình nảy ra ý kiến là mình bỏ nhà mình có gạch ở dưới á, chỗ này là cái chỗ xin rửa chén, mình bỏ chút xíu, mình lấy chút xíu dầu với chút nước mình bỏ xuống cái này để làm tập thể dục nha cả nhà. Tập thể dục ở nhà ra không có đi ra gym tập được đó cả nhà. Rồi một chút xíu nước. Rồi cái này là tập thể dục kiểu mới nhé. Yeah, tập thể dục kiểu mới. Giờ không có đi ra ngoài tập được. Này là kiểu mới nha cả nhà. Mình phải hô cái chỗ này mạnh lại chứ không là tí không biết là này là răng môi lẫn lộn luôn. Thấy cũng phân đó cả nhà. Này là răng môi lẫn lộn luôn nha. À, chút xíu dầu ăn, chút xíu nước. Bỏ xuống cái này, xuống cái sàn nhà. Mình tập. Mình muốn đi nhanh cũng được mà muốn đi chậm cũng được, đi nhanh thì nhảy lên. Mà đi chậm thì đi từ từ. Đi con. We need oil to cook, not cream before. I do. Con mới nói là nó cần phải cần dầu để nó nấu đồ ăn chứ là không phải cần dầu để mà lau cái sàn nhà. Nó làm cái này cũng được lắm á. Cũng được lắm á, thêm chút nước. Ô cũng mệt lắm nha. Đọc cái này mà mình diễn cái này chặt lại cũng 5-10 phút là mệt lắm á. Yeah, này được lắm nha các bạn. Mình đi vào thăm chút mình thấy mệt á. Giờ dưới này nó có dầu nó trơn á. Nhảy lên. Này phải phấn đấu chứ không lợi nha, bán tưng này nè thầy cái luôn luôn lan luôn. Này là cẩn thận, thấy thích nhớ đăng ký và subscribe giùm Lisa nha. Thôi Lisa chúc cả nhà có một ngày thiệt là vui vẻ coi cái clip của Lisa bỏ dầu như là nước ở dưới sàn nhà tập thể dục. Đừng có cười cả nhà. Mệt á. Xong rồi. Chạy 5 phút mà mệt á. Rồi xong. Cái này là nước với lại dầu để tập thể dục kiểu mới.